Ok, xin chào bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi video hướng dẫn Revit của Engadget MND. Rồi các bạn biết đấy ha, thì trong quá trình các bạn là triển khai một hệ thống điện ha, nhất là đối với nhà xưởng ấy, thì thay vì các bạn là treo đúng không? Treo thì sẽ có một số loại tủ của mình thì sẽ phải gì? Đặt ở bề đúng không? Bề bê tông đúng không? Ngoài ra ngoài bề bê tông ra thì còn sẽ còn những cái bề những cái đó bề sắt ha, bề sắt để mình đỡ cái tủ của mình. Rồi thì trên thủ cái dự án yêu cầu thì mình cũng hướng dẫn các bạn tạo nhé, để mình bỏ vào những cái loại tủ mình đưa vào á. Rồi thì để tạo được cái bề sắt thì các bạn cái chấn này á, chấm sắt cũng giá đỡ đấy cho tủ điện đấy, thì các bạn thể là đầu tiên thì cứ chuẩn bị trước nhé, chuẩn bị trước cho tôi là các bạn chuẩn bị trước cho tôi là những cái gì, những cái thấp vế và là về ngang và về dọc nhé. Mình sẽ sử dụng thấp vế để mình tạo được chưa. Rồi các bạn vào new của tôi này, new family đúng không, matrix generic model open đấy, chúng ta sẽ dùng thằng này để mình tạo ha. Rồi việc của bạn bây giờ là click cho tôi, các bạn có thể lấy tấm ở một vị trí tấm cũng được hoặc là ở ngay hai bên cũng được. Rồi theo tôi thì các bạn nên để vị trí tấm đi, tôi sẽ dùng vị trí tâm này để tôi tạo ha, hai trục này đó, chúng ta sẽ có chiều dài và chiều rộng ha, đi vào để lấy được chiều dài chiều rộng của cái giá đỡ. Rồi cho parameter vào nhé, về kép này, l này, được chưa? Để cho nó đơn giản trước đi ha. Các bạn để thay cũng được, để mình sau này mình tùy vào từng loại tủ ha, thì mình sẽ có những cái thay family khác nhau để sau này mình bóc khối lượng cho nó dễ ha, bóc khối lượng cho nó dễ. Rồi về một mặt đứng này, cho nó cái gì, cái thằng này được chưa, thêm một đường reference nữa, đặt cho nó là H. Giờ hát việc các bạn thay đổi tên sau ha, cơ bản để về cho tôi. Rồi giờ các bạn load hết những cái thằng này vào cho tôi nhé, family này. Rồi thằng này cùng với load cái này này, thằng này cùng với load vào ha. Rồi sau khi load vào hết rồi thì các bạn sẽ tắt hết đi ha, tắt hết đi. Đó. Rồi thì các bạn sẽ lấy thằng đầu tiên là mình sẽ có gì, chúng ta sẽ đặt cái thằng horizon nó vào trước nhé, horizon vào trước, horizon là cái vế vế ngang ấy ha. Đây thì vế này thì các bạn sẽ gì, mình sẽ sử dụng cái vế V5 ấy, ha, V5 50 dài 4 ly ha, 4 ly. Rồi các bạn có thể cho nó ở đây luôn ha, đặt cho nó là về sai về ok. Dài đúng không? Rồi các bạn align nó vào cho thầy. Được chưa? Align vào cho đây ha. Rồi thằng này thì nó sẽ là cái chiều cao, chiều dài đúng không? L. Về steel. Ok. Được chưa? Đưa nó về stand luôn nha. Rồi, ok. Thằng này thì nó sẽ bằng gì đấy? Bằng L đúng không? Bằng L. Cho về stand luôn đi. Đó.
Ok, thằng này mình sẽ lấy bằng thằng này mình cho nó bằng L luôn cũng được ha. L tiêu riêng cũng được hoặc cho nó bằng L luôn cũng được. Được chưa? Cho nó bằng L. A này mình cho nó bằng L hoặc là vào đây cho bằng L cũng được ha. Đây. L. Apply cái ok chưa? Rồi thằng này các bạn cũng create similar này. Đây đúng không? Đấy. Rồi, thằng này mình sẽ align nó vào trước nhé, align vào đây này ha. Này thì mình sẽ align nó vào đây đúng không? Thằng này mình cũng A này sẽ cũng bằng là LV steel này. Được chưa? T này cũng là bằng thickness V steel này. Chiều dài A này là kích thước đúng không? A này là kích thước size đúng không? Rồi L này là LV steel. Được chưa? Đấy, nó sẽ vậy ha. Rồi bên này bên này đúng không các bạn, create similar ha các bạn. Bởi vì gì? Bởi vì của mình sẽ cho nó vào ăn vào trong luôn, bạn cho thầy đó cho ăn vào trong map này luôn thì mình sẽ cho nó là cái T đúng không. Đi này làm cái chính xác luôn đi ha. Đây mình sẽ có một cái giá trị T đúng không, chuyển nó về cái tỷ lệ nhỏ nhỏ xíu ha, dễ nhìn. Thằng này thì nó sẽ là T đi nhá, thiết định này về steel. Rồi ở đây thì các bạn sẽ lấy một thằng ngang này, Chris Miller này, được chưa? Đây nó sẽ đặt ở vị trí này nhá, vị trí này ha, ăn ngay mép này, được chưa? Align nó vào. Rồi thằng này thì nó sẽ bằng là chiều rộng đúng không? Là ở này chính là bằng V kép ha, V kép. Đấy. Không L này thì nó sẽ bằng là L2 nha, cho nó các bạn cho thêm một cho tôi cái giá trị là L2. V steel ha, V steel. Được chưa? Ok, L2 V steel thì nó sẽ bằng V kép trừ cho 2 là T đúng không? Bằng V kép này. Được chưa? V kép trừ cho 2 nhân gió gì? Thickness V steel ha. Thickness V steel có thằng này. Dán lên đây. Ok chưa? Apply cái. Đúng chưa? Rồi. Lại vào chưa nhỉ? Ok. Rồi Chris similar này. Đây đặt vào đây ha, bạn align nó vào, được chưa? Align nó vào, đó, ok chưa? Thằng này thì các bạn sẽ phải align nó xuống nữa ha, align nó xuống. Đây, những cái thằng này thì mình sẽ phải gì? Sẽ phải có cái chiều cao ha, cái chiều cao của nó, được chưa? Thì các bạn về đây mà run này, run, đây. H, được chưa? Các bạn sẽ những cái thằng nào là H thì mình sẽ để H lên. Ví dụ thằng này là H đúng không? Chiều dài, hai thằng này các bạn chọn nó là H chiều cao này ha. H. Ok chưa? Thằng này sẽ là cho nó một cái chiều cao khác đúng không? Nếu H2 đi ha. Rồi H2 thì nó sẽ bằng là H này trừ cho V thickness steel. Đó. Ok chưa? Đấy. Rồi đó là cái phần đế ở phía trên ha. Để phần đế ở phía trên, giờ tiếp đến là cái gì? Là các bạn sẽ tạo cái phần chân ha, phần chân, được chưa? Phần chân. Đó, phần chân thì mình sẽ lấy cái thằng horizon ra đúng không? Thằng vertical ra đúng không? Đây. Đặt vào ngay góc, được chưa? Các bạn copy ra đây cho thầy một cái cho tôi một cái đường cái phần plane đúng không? Ra đây. Đây mình sẽ đặt cho nó là thickness, được chưa? Rồi align nó vào.
Cái anh từ hôm nay cùng với Chris Miller đặt đây bốn góc ha. Đây 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 mình thêm cho nó một cái đường viết vân vẽ nữa để ý đây. Rồi việc bây giờ là ở lại nó vào thôi ha, ở lại này. Rồi mình sẽ xác định cái chiều cao của nó ha và phân lại, ok chưa? Cái chiều dài của nó chính là bằng, mình sẽ có được cái chiều dài của thằng này đúng không, chiều dài của V đúng không, mình sẽ có một cái ba thằng này mình cho nó cùng một cái chiều dài đi đây đó, được chưa? Cho nó cùng cái size này, cái phép là cái size V này, được chưa? Rồi T cũng giống nhau này đó. Rồi H thì mình sẽ cho nó một cái L ha, L3 L3 VSTU, ok đấy. Rồi thì L3 của nó thì nó sẽ bằng thằng này trừ cho đi, trừ cho hai lần đúng không, trừ cho bằng H trừ cho hai lần đúng không, H trừ cho hai lần thickness về steel đúng không? Hai lần nhân hai đúng không? Đấy. Rồi mình kiểm tra xem những thằng này ok hay chưa? Rồi ok, ok những thằng này nó chưa có add parameter thì mình add vào. V steel ha, à, size V steel này, chưa thickness này, đấy, chiều dài là L2 đúng không? Ok chưa? Đó, có thể vậy ha, tùy các bạn thiết kế thôi. Rồi tiếp đến thì các bạn kiểm tra biến thiên thôi đúng không? Kiểm tra biến thiên. Rồi đây đã, cho nó lên 800 đi, 1200, 800 nhé, 800, 1200, apply cái coi, đấy, được chưa? Đó. Xuống sàn luôn á, thẳng xuống sàn luôn. Thì mình sẽ phải tạo cho nó một cái, rồi các bạn phải tạo một cái vị trí để bắn ha, có thể bắn bên ngoài được hoặc là bắn bên trong cũng được ha. Thì để nó khỏi bị vướng thì nên bắn ở vị trí bên trong đi, tùy thôi. Tôi sẽ copy ra đây ha. Đi này, này nó sẽ bằng gì? Bằng là size L đúng không? Size L. Cái này tương đối rồi ha, size V này để đi size V đó, bên này cũng vậy, copy ra size V đúng không, bên này cũng vậy. Rồi việc của bạn bây giờ là dùng cho cái lệnh là grid nè, extrusion nè, để mình vẽ những cái phần bản mã phía dưới mình bắn vào đó. Đây
lại không bạn? Là ở đây mình sẽ không có làm vậy ha, chúng ta sẽ không có làm vậy. Đây thì chúng ta sẽ là cho cái gì, cho cái thằng bàn mã nằm ở phía dưới luôn ha, phía dưới luôn. Các bạn sẽ về mặt bằng này ha, mình sẽ vân này, thì thằng này á các bạn mình sẽ đẩy lên cho nó thêm một cái chiều cao ha, chiều cao đây. Lên một chiều cao thì mình sẽ là cho cái bàn mà nằm ở phía dưới và nó đè lên cái bàn mà cũng được. Thì thay vì cái H3 này, cái L3 này này ha, cái L3 này thì mình sẽ trừ cho 3 lần thích nịch đi ha, 3 lần thích nịch, được chưa? Ok. Và những cái thằng này thì nó sẽ offset, được chưa? Offset. Mình sẽ cho nó một cái elevation form level ha. Offset. Offset về steel, về steel 2 mình sẽ cho offset lên một khoảng là bằng thickness đi, được không? Cho nó bằng thickness luôn, là về thickness đây, size về thickness, thickness về đó, để cho nó cao lên chút xíu. Thì ở dưới này thì các bạn sẽ thay vì các bạn để của bạn bây giờ là click này, tạo tôi là extrusion đúng không, tạo extrusion. Rồi mình sẽ từ đây các bạn bẻ đây đúng không, qua lại. Ok, kia bên này cũng vậy, lock lại ha. Rồi, thằng này mình cho nó bằng steel thickness nhé. Rồi, finish. Nhìn bạn đây xem, đấy. Thì nó vậy cũng được ha, vậy cũng được. Còn nếu chuẩn được các bạn, ở lái nó vào á, ở lái thằng này vào đây. Thay vì nó bằng ở ngoài này, thì mình sẽ cho nó bằng ở phía trong này ha, AL. Chưa? Đó. Rồi, việc của bạn bây giờ là gì? Gắn cái gì? Gắn cái tắc kê vào ha, gắn tắc kê vào. Thì mình xác định cái vị trí đặt của con tắc kê của mình ha. Thì các bạn sẽ cho nó đặt ở giữa này ha, mình sẽ có một cái thằng đường viết phần play này nè. Các bạn để ý nè. Đó, EQ nó lại đúng không? Này cũng vậy. Lại đúng không? Bên này cũng vậy. Bên này cũng vậy đúng không? Ok. Rồi, lấy tắc kê bỏ vào ha. Rồi, lấy con anchor bỏ vào đúng không? Lấy con M10 đi ha. M10 đi. 60 cũng được, đặt vào. Ok. Lại nó vào.
đó đấy. Rồi nhớ những thằng này các bạn đã cho nó vật liệu nhé, cho nó vật liệu. Việc của bạn bây giờ là load nó vào, đưa nó về cái type comment nè. Bình thường mình sẽ cho nó mechanical equipment cũng được, hoặc là pa accessory nhá, pa accessory để sau này mình thống kê luôn ha. Rồi load vào loại nào cũng được, accessory thì sợ nó không lấy đấy, cho nó mechanical equipment đi cho nó dễ. Tủ này thì các bạn sẽ cho nó cái cao độ là 200 ha, 200 kích thước là 800 275 đúng không? 200 này, 800 này, 275 này. Rồi ở lại nó về.
có được hai thằng tổ ha, để mình đưa vào dự án ha. Đối với một vài cái dự án thì mình sẽ sử dụng những thằng giống vậy để mình gì, để các bạn đặt những cái tủ điện ở ven tường ha, hoặc đặt ở trụ điện đó bắn sàn ấy, thì mình đều phải có chân ha, chân đế bằng sắt hết rồi. Ok, thì đó là cách để các bạn tạo ra một cái chân cho một cái khung giá đỡ cho cái tủ điện ha. Ở những bài sau chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếp một vài cái loại tủ điện khác, cũng như là cách đặt một vài tủ điện khác trong cái dự án mà chúng tôi đang triển khai. Rồi ok, để thứ hai các bạn để lại tôi một like cũng như một đăng ký kênh ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.